Thì nếu như các bạn ở đây mà có cơ hội đi nước ngoài thì các bạn hãy học cái cách mà quan sát, chứ mình đừng có đi theo chuyện mà mình check in cho nó. Mọi người hiểu mà, đó là một cái lời khuyên của Trình dành cho mọi người. Nếu như có cơ hội trong Việt Nam cũng vậy thôi, các bạn đi tới một tỉnh thành khác thì hãy xem ở đó cái khu du lịch họ làm gì hay, ở đó họ kinh doanh cái gì nó hay, thì mình học cái cách quan sát. Cái quan sát là cực kỳ nó quan trọng. Thì và 3 năm làm việc ở Nhật Bản, Vĩnh là một trong người thuộc dạng mà người ta gọi là hay tốt 1% á. Làm việc ở Nhật 3 năm nhưng mà đi khắp nước Nhật Bản cả, bao nhiêu tiền làm mà đi hết nước Nhật. Mình đi để mà học hỏi, mình đi sao có mình biết cách đi tàu này, cách đi xe buýt như thế nào này, văn hóa họ ra sao, du lịch họ như thế nào, nhà họ làm như thế nào, nó cực kỳ thú vị. Và mình làm 3 năm nhé, mình làm sau 3 năm mình về Việt Nam mình mang được có hơn 100 triệu về Việt Nam thôi, còn mình trả lại cho Nhật Bản hết 600 triệu. Đấy, đó là cách mà mình đầu tư cho bản thân, đó là cách mình đầu tư. Và Nhật Bản hầu như tỉnh thành nào mình cũng đi cả. 3 năm ở đó là tương đương khoảng 1.000 ngày, thì mình ngồi hơn 1.000 giờ ngồi tàu điện và đi thì hàng dặm bước chân ở Nhật rồi. Thì nếu như các bạn mà thích, các bạn nào mà sau này có muốn làm công ty Nhật, hay là muốn tìm hiểu văn hóa Nhật, muốn đi Nhật, hay là muốn đi con đường du học sinh, con đường tu nghiệp sinh, hay là con đường kỹ sư sau này, các bạn cứ follow của Vĩnh hoặc là tương tác Facebook của Vĩnh. Facebook của Vĩnh là chữ Ngô Trường Vĩnh có dấu đầy đủ, nó có 2 cái Facebook, thì bạn thích kết bạn thì cứ kết bạn. Là để mình chia sẻ cho bạn nào mà quan tâm thôi nhé. Mình biết là một trường đây 300-400 người nhưng mà cũng có 50 người quan tâm, thì biết đâu những cái kinh nghiệm của mình biết gì đó mình chia sẻ cho bạn, để bạn hình dung được cái con đường đi Nhật du học nó khác gì với con đường tu nghiệp sinh, để các bạn không phải rơi vào những cái hố đen. Bởi vì ở ngoài kia những trung tâm họ làm theo cái kiểu như thế nào, họ làm là dịch vụ, họ thương mại, họ cứ đưa bạn đi được là họ lấy tiền. Và Vĩnh đã từng sống bên đấy, Vĩnh hiểu cái con đường của người tu nghiệp sinh, họ có cái gì cũng hay, con người du học sinh nó có cái gì khó khăn, nó không có màu hồng như những trung tâm họ nói. Thì mình từ cái tâm đó mình chia sẻ lại cho các bạn để các bạn định hướng được, chứ đừng đi theo phong trào. Cái đó là cực kỳ, Vĩnh từng gặp những trường hợp mà thấy ướt nước mắt luôn cho các bạn đấy. Đó là tại sao Vĩnh mong muốn Vĩnh chia sẻ đây, vì Vĩnh tin ở trong đây sẽ có những người chọn đi Nhật, chọn công ty Nhật, thì khi mà làm việc của người Nhật mình cần những cái yếu tố gì. Và sau đó mình quay về Việt Nam thì mình cũng đi học những cái khóa học như thế này nè. Rồi một lúc tình cờ thì mình được quen biết đến một anh giới thiệu lớp Thầy Duy. Mình vô trong Thầy Duy mình ngồi đúng 5 phút thôi, lòng quyết định là thôi giờ xưng ông thầy tí nhé. Rồi ông thầy này ông nói chuyện có tâm này, tự nhiên nó chạm tới cảm xúc của mình, thì mình quyết định mình học, và mình đầu tư mình học theo Thầy Duy. Thì quá trình bây giờ mình học theo Thầy Duy là hơn nữa, làm có một cái tiêu về nói về thầy đấy. Thì lần đầu tiên mình gặp thầy là vào ngày 26 tháng 11, và hơn cái cuốn sách mà em quay lại hôm bữa là thầy viết ảnh em là ngày 20 tháng 4, thì em tính là đúng 8 tháng sau khi gặp thầy. Thì mình cũng học nhiều, mình bổ sung từ nhiều người, và cái thu nhập của mình thì giờ phải cao lắm, nó cao hơn những bạn của mình đi qua Nhật rất là nhiều. Bởi vì hồi đó mình quan niệm mình với kỹ sư mà mình đi qua lại Nhật mình làm lương tháng cao lắm là 2.000 đô thôi, thì bây giờ bạn bè mình có thể làm nửa năm thì bạn vẫn làm 1 tháng thôi. Thì công việc của mình làm gì thì nếu như các bạn có giao tiếp thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn, và vẫn làm nhiều ngành nghề lắm, mình có thể cố biết được gì. Và các bạn thấy đó, bây giờ thời đại của công nghệ rồi, có những người họ từ Facebook đó họ kiếm được rất là nhiều tiền, họ không cần cái chuyên môn gì cả nhưng mà họ biết cách họ làm, họ tận dụng internet. Bạn kinh doanh bây giờ cũng vậy, tận dụng internet rất là nhiều. Đấy thì mình biết được cái gì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Và kinh doanh thì các bạn nên, bây giờ các bạn sinh viên này, anh em mình học sinh viên ngày xưa cũng vậy thôi, không được dạy về cái tư duy kinh doanh đâu, mình chỉ học là chuyên ngành người ta dạy mình ra để đi làm, chứ không có, mình chưa thấy trường đại học nào mà dạy mình đi ra làm chủ cả. Và các bạn có thấy không, mình thường là cha mẹ mình dạy như thế nào, con ơi hãy học đi, học cho tốt để sau này ra làm có công việc ổn định, đúng không ạ? Nhưng mà người nước ngoài, người thành công họ dạy con họ sẽ khác. Ví dụ họ dạy con ơi hãy học đi để sau này ra con có một cái doanh nghiệp, con tạo công ăn việc làm cho người khác. Hầu như các bạn ấy ở gia đình mình không có ai nói như thế đâu các bạn nghe. Và các bạn may mắn được gặp những cái người thầy, những người họ đi trước, bởi vì thầy cũng đi từ cái trắng thôi, làm từ 22 tuổi, làm từ cái công ty nước ngoài rất là ok, bỏ đi ra ngoài bán nước mắm. Các bạn nghĩ thế nào? Các bạn nào mà sẽ hữu cuốn sách Khởi nghiệp năm xô, bạn hãy đọc đi và học câu chuyện của thầy. Thầy đã từng có nhà cửa rồi sau này thầy cũng bắp bên rồi thầy cũng xây dựng lại, thì đó là một cái gương và một cái truyền động lực cho mình. Và cuốn sách của thầy mình mua rất là nhiều nha, riêng Vĩnh là Vĩnh mua khoảng 50 cuốn, vừa rồi Vĩnh mang ra Hà Nội, Vĩnh mang về Đà Nẵng, Vĩnh tặng cho những bạn khác. Đấy, và Vĩnh giúp các bạn, đây là một câu chuyện truyền động lực cho mình. Thì các bạn mà sở hữu được, các bạn nào nãy may mắn được đọc, các bạn nên gì dành thời gian mà đọc thì các bạn sẽ hiểu được về một con người này là như thế nào. Cái đầu tiên bây giờ thầy chỉ nói đây một buổi mà không hiểu được về thầy là như thế nào, nhưng mà cuốn sách đó nó đã đúc kết là 20 mấy năm kinh nghiệm của thầy, thì mình chỉ cần bỏ ra 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần mà mình học hỏi kinh nghiệm của một người khác và đổ xương máu 20 năm, thì các bạn nghĩ có đáng hay không? Và nếu như các bạn mà không đánh đổi, bạn muốn có thành công mà bạn không đánh đổi thì bạn không bao giờ thành công được. Và hồi nãy giờ mình đứng đây cũng quan sát trong đây 300 bạn, nhưng mà mình thấy có vài 20-30 bạn là chú tâm nghe thầy giảng thôi. Các bạn đã mất thời gian tới đây ngồi rồi thì các bạn hãy tập trung nghe đi, đã mất rồi mà mình tới đây rồi, mình hãy mở tư duy của mình ra. Bởi vì lúc các bạn cũng 18-19 tuổi, mình ngày xưa thôi, 20 tuổi, 21 tuổi vẫn còn trong chơi mà. Nếu có ai khuyên mình từ đó thì rất là ok, nhưng mà bây giờ các bạn may mắn, bây giờ thị trường ở Việt Nam mình đào tạo rất là nhiều, các bạn phải tìm đúng thầy, tìm đúng một người nào học. Có thể không phải học nhưng bạn hãy đọc những cuốn sách, follow Facebook, follow YouTube, các bạn sẽ học hỏi rất là nhiều và tiết kiệm thời gian cho các bạn. Năm 4 năm học đại học các bạn cứ học và các bạn trang bị thêm kiến thức cho mình, mỗi ngày đọc 100 sách, mỗi ngày đọc 100 sách. Các bạn tưởng tượng đi, sau 3 năm là 1000 ngày, 1000 ngày bạn đọc ít nhất được 1000 trang sách, 1000 trang sách tương đương với 3 cuốn sách. Được không ạ? Các bạn hãy chịu khó đọc với mỗi ngày một chút thôi, đúng như cuốn sách của thầy nói. Mỗi ngày một chút thôi nhá. Một trang thôi cũng được. Sau 4 năm các bạn đọc tiếp được 4 cuốn sách. Và không biết ở trong đây có những bạn nào đã từng đọc cuốn sách Tây Đình Văn của Tony Buổi Sáng kia, các bạn hãy đọc cuốn sách đó, hãy follow trang kênh YouTube thì cần gọi như Tony Buổi Sáng, các bạn follow đọc có 100 bài trong đó, và vẫn bảo đảm các bạn ra trường sẽ có thu nhập cao hơn những bạn đi học của mình. Và nhắc đầu cách sau nếu bạn ra trường 4 năm mà bạn không có thu nhập cao hơn đó, hãy gặp những bệnh chịu rất nhiều đâu. Nếu các bạn đọc những cuốn sách đó và đọc những cuốn sách này, mình dám chắc chắn luôn, bởi vì Vĩnh ở Nhật Bản, Vĩnh thay đổi nó còn 2 năm thôi. Vĩnh qua đó là 1 năm rưỡi, và khi Vĩnh đọc được một cái bài của Tony Buổi Sáng về mà 2 thần tượng của giới trẻ, Vĩnh thấy Bitcoin có lệ Bitcoin ra, họ thành công thế, họ dạy cái con vì hay, cái thằng con đó là hot boy, nhưng mà cho ấy làm một bộ cà phê bưng bê để nó tiếp tự động, nó mới hiểu giá trị đồng tiền là như thế nào. Và nhà có ô sinh nhưng mà không cho ô sinh làm việc của con, đấy, trả tiền ô sinh nhưng mà để con đi học để nó kiếm, nó đi làm nó kiếm những đồng tiền. Đó là người thành công và dạy con như thế. Các bạn thấy gia đình Đức không như thế nào, rất là hạnh phúc. Và từ khi Vĩnh đọc được bài đó là Vĩnh follow cái trang đó, Vĩnh đọc cực kỳ nhiều. Và sau khi mà cuốn sách Tây Trình Văn ra đời, Vĩnh biết một ông thầy bây giờ được một bà cô tặng và Vĩnh quý. Và Vĩnh tìm mọi cách thầy cho em, thế thầy cho Vĩnh mang khắp Nhật Bản, mang đi mấy ngàn cây số Vĩnh đọc. Đọc xong cuốn sách ra xong rồi tư duy Vĩnh thay đổi. Và Vĩnh học từ thầy Lê Thẩm Dương nữa cũng thay đổi. Và bây giờ đang gặp thêm thầy nữa, rất là tuyệt vời. Và Vĩnh may mắn là được cùng thầy vào ngày 31 tháng 8 này, Vĩnh cùng thầy đi vào Brunei. Để sao? Bởi vì Vĩnh quyết định đầu tư cho một số tiền nào đó. So với những bạn bây giờ khóa cao nhưng mà tốn tiền thì nó để mình học hỏi thêm thì quyết định để cho thầy. Bởi vì chuyến Singapore vừa rồi nó bận công việc nên mình không đi được, rất là tiếc luôn các bạn ạ. Khi các bạn đi đánh ngồi, các bạn đi xe buýt nó lạc xe buýt, đi tàu điện nó lạc tàu điện, và khi mà mình chiến thắng được cái lộ trình đó mình đi tới đích, mình thích lắm. Tự nhiên mình cảm thấy mình thắng được con người của mình vậy đấy, và cứ mắt mình mở ra tầm nhìn quyết định. Đi muốn thầy cho em đi với, thầy bảo full rồi, hết chỗ rồi em tiếc ngồi tiếc đứt ruột luôn. Cái ngồi em chỉ có 5 phút thôi, giờ không có suất đi, thế bữa sau thầy bảo em ơi còn 2 suất nữa, bay luôn đi. Thế đó, các bạn hãy cho thầy đi một tràng pháo tay, đặt một người thầy đáng kính. Đấy là những cái chia sẻ của Vĩnh nha. Còn bạn nào thích thì cứ lấy, còn số điện thoại của Vĩnh là 0961121671. Các bạn nào mà muốn giao lưu thì mình đọc lại nhé, 0961121671. Và Facebook của Vĩnh là Ngô Trường Vĩnh, có dấu đầy đủ 2 cái luôn. Một cái là chuyên chia sẻ kinh nghiệm sống, một cái là chuyên chia sẻ về kiến thức bên Nhật Bản. Và một ít tiếng Nhật mình không giỏi đâu, nhưng mà kinh nghiệm sống và đi lại đến Nhật Bản thì mình cực kỳ ok. Và mình đi 47 tỉnh thì mình đi về 30 tỉnh rồi, thì mình sẽ chia sẻ các bạn nào mà có đi Nhật thì mình sẽ chia sẻ cho. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cảm ơn thầy. Các bạn chắc được cảm ơn chào tất cả các bạn. Và đầu tiên thì cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt tại chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn thầy Duy đã chia sẻ những giá trị rất là tuyệt vời cho chúng ta. Và xin chúng ta một tràng pháo tay cho chính bản thân mình, được không ạ, để chào đón sự có mặt của các bạn ở đây. Lớn hơn nữa được không các bạn ơi, một tay lớn lên ạ. Chào các bạn, giới thiệu lại mình là Trình, người sáng lập lên công ty xe đẩy hàng Mosquito. Và cho tới hiện nay mình kinh doanh được khoảng 5 năm rồi. Trước đây mình cũng như các bạn thôi, xuất thân từ tình lẻ và là một người sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Nhưng mà vì cái sự nỗ lực và cố gắng, mình đã từng làm cho các công ty nước ngoài. Nhưng mà khi làm cho các công ty nước ngoài như thế, mình luôn được đánh giá rất là cao là một người tận tình, tận tụy và chịu khó. Cứ như thế trôi qua, thời gian rất là dài, mình nghiệm đi nghiệm lại thì mình thấy được cái mong muốn lớn nhất của mình đó chính là mong muốn có tiền để đi du lịch, có tiền để lo cho gia đình, có tiền để giúp đỡ những người khác. Và từ những cái mong muốn, từ những khát khao đó, mình đã tìm hiểu và mình tìm hiểu, mình nghiên cứu, mình lên mạng, mình tìm hiểu khắp nơi. Thì tình cờ mình tìm đến những cái chương trình khóa học làm giàu này, khóa học khởi nghiệp này. Và đầu tiên các bạn muốn ra kinh doanh, các bạn muốn có một điều gì đó thì các bạn phải khát khao nó đã. Khát khao nó sẽ dẫn đến cái động lực và các bạn sẽ tìm kiếm nó. Ở đây, bao nhiêu số các bạn ở đây thích nghe kể chuyện sẽ giơ tay lên và nói tôi ạ. Cảm ơn các bạn, mình sẽ kể một câu chuyện nho nhỏ về 5 con chó. thì mình đọc một cái câu chuyện là có 5 con chó nó băng qua một cái sa mạc. Đó là một câu chuyện thiếu nhi thôi nhưng rất là ý nghĩa. 5 con chó băng qua một cái sa mạc thì một con chó thứ nhất nó nói tao khỏe lắm, tao không cần chuẩn bị cái gì. Còn 4 con chó còn lại thì có con nghĩ rằng là tao phải mang thức ăn để băng qua sa mạc. Con chó tiếp theo thì cũng nói tao cũng muốn mang theo xương, theo thịt. Và con chó, 2 con chó cuối cùng thì nó nói là tao phải mang theo nước vì sẽ sợ khát nước. Một cuộc hành trình băng qua sa mạc, 5 con chó nó cùng đi. Đi đến nửa đoạn đường thì trời nắng, nóng, khát. Con chó thứ nhất mang theo đồ ăn không ăn được. Con chó thứ nhất là không mang theo gì, đói, khát, chết. Con chó thứ hai mang theo đồ ăn, khát quá cũng không ăn được, nó cũng chết. Con thứ ba cũng chết. Con thứ tư và con thứ năm mang theo nước thì nó uống nước. Khi nó uống nước thì nó đi được một đoạn đường nữa, nhưng chúng nó đau đáy. Nó đau đáy thì các bạn biết hiện tượng gì xảy ra không ạ? Thói quen của chó nó đái á, là nó phải giơ cái chân lên, đúng không nào? Nhưng mà nó tìm khắp sa mạc không có một cái cây nào, không có một cái vách tường nào để nó giơ chân nó đái. Và chúng nó cũng chết. Chết vì đau đái, chết vãi đái luôn. Các bạn thấy câu chuyện ý nghĩa không ạ? Thì qua cái câu chuyện này mình muốn chia sẻ rằng trong cuộc sống các bạn muốn thay đổi mình, các bạn muốn đạt được một điều gì đó, các bạn muốn phát triển hơn những người khác, các bạn muốn có được những thành tích mới thì các bạn bắt buộc phải thay đổi cái thói quen hàng ngày. Bản thân mình đây, trước kia mình đi làm công mình chỉ biết là sáng dậy đúng giờ đó đi làm, tối về ngủ nghỉ, làm cái gì đó, giải trí, xem phim, rồi hôm sau lại đi làm. Nhưng mà từ khi mình tiếp xúc với những người sống tích cực, cái người thầy đầu tiên của mình đó chính là thầy Duy. Thầy Duy thì mình học được rất nhiều điều từ thầy Duy, đó là thay đổi thói quen sống. Để thay đổi thói quen thì các bạn không thể nào các bạn xóa đi được, mà các bạn phải thay thế nó vào bằng một thói quen mới. Muốn xóa thói quen thức dậy trễ thì các bạn phải hình thành một thói quen mới, là hình thành thói quen dậy sớm. Bản thân mình bây giờ đây là mỗi sáng mình thức dậy trước 5 giờ. Và các bạn phải tập thể dục để có năng lượng. Tiếp theo, đọc sách. Cái sách mình đọc rất là nhiều nhưng mà mình rất là tâm đắc những người mà viết sách ở Việt Nam đó là cuốn sách mình muốn chia sẻ Vượt Biển Lớn. Nó sẽ tạo cho các bạn những cái động lực mới trong cuộc sống của bạn. Và mỗi ngày một chút thôi. Đó là những cuốn sách cực kỳ giá trị, nó mang lại giá trị thật trong cuộc sống của các bạn. Mọi thứ không thể nào vội vàng được. Các bạn ngồi ở đây, ba mẹ các bạn nỗ lực ỉa các bạn ra mất 9 tháng 10 ngày. Không thể nào mà 2-3 ngày mà các bạn hình thành lên được, đúng không ạ? Nên là điều gì cũng thế. Muốn có nó thì các bạn phải kiên nhẫn, mỗi ngày một chút thôi, từng bước các bạn tích lũy. Và thời gian không nhiều nên là mình muốn chia sẻ ngắn gọn. Đầu tiên là cảm ơn tất cả các bạn. Thứ hai, cảm ơn thầy Duy và cảm ơn tất cả mọi người luôn luôn đồng hành cùng mình, giúp đỡ mình, cổ vũ cho mình. Đôi khi có những người chửi mắng mình, chê bai mình cũng phải cảm ơn họ. Là một cái yếu tố rất quan trọng trong cuộc sống, sự tập trung. Hồi nãy mình chia sẻ thói quen, thay đổi thói quen sống tích cực hơn, chơi với những người tích cực, tạo cho mình một cái cộng đồng tích cực. Kiểu gì các bạn cũng tích cực. Muốn làm giàu hãy tìm những thằng mà nó giàu, nó biết kinh doanh. Tại vì các bạn đi làm công, học xong có cái bằng để làm công thì các bạn bán cái sức khỏe của mình, các bạn chỉ bán được một thứ thôi, bán thời gian, bán sức khỏe. Nhưng ra kinh doanh các bạn bán được rất nhiều thứ, cho dù các bạn bán tăm, bán 1 triệu cái tăm một ngày các bạn kiếm cả triệu đồng, vài triệu đồng, đúng không nào? Nên là phải thay đổi, muốn có tiền phải thay đổi, phải có tiền. Đầu mình phải nghĩ có tiền thì mới đi du lịch được, đi chơi được, giúp đỡ người khác được, cuộc sống mới tốt hơn. Còn mình chỉ còn khoảng 30 giây để chia sẻ thì mình muốn chia sẻ rằng là các bạn cố gắng hãy sống và chơi với những người sống tích cực, chơi với những cộng đồng. Muốn làm giàu thì chơi với những thằng giàu, muốn giỏi thì phải chơi với những thằng giỏi. Xây dựng mối quan hệ, chịu khó giao lưu tốt và rèn luyện những kỹ năng tự tin. Các bạn thấy ngày xưa một cách đây vài năm chưa ra kinh doanh nhé, mình đứng trước đám đông mình run lắm, không biết nói chào tất cả các bạn, không biết nói gì cả. Nhưng bây giờ nói rất tự tin, và để tự tin như này thì mỗi ngày mình phải thay đổi và mình rèn luyện. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Xin cho một tràng pháo tay lớn được không ạ? Cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn thầy Duy. Trường hôm nay, các bạn thấy hôm nay càng tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời ạ. Cảm thấy tuyệt vời để cho chính các bạn một tràng pháo tay thật lớn đi nào ạ. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Dỗ Hoàng Minh. Thì mình cũng được kinh doanh từ hôm nay được 8 năm. Thì lý do tại sao mình có mặt buổi ngày hôm nay để chia sẻ những cái kinh nghiệm này đối với các bạn. Thì trước khi mà đến được đứng đây nói như thế này á, như lúc trước là mình nói không có được luôn gì hết á, mình không biết nói gì hết, rất là run. Thì sau khi được gặp được cơ hội Cường nó tiếp xúc với trung tâm Be Training thì đã làm thay đổi mình rất là nhiều. Mình xin cảm ơn thầy Duy và các bạn hãy ủng hộ mình cho thầy Duy phần pháo tay thật lớn ạ. Thì chính thức mình khởi nghiệp năm 2010 thì đến nay được 8 năm. Thì nhìn lại quá trình đó, qua 8 năm đó thì mình đi rất là chậm. Và trong cái phôi thúc đó là đi chậm đó, mình phải đi tìm một người thầy để muốn phát triển nhiều hơn thì vô tình có một cơ duyên. Đó cũng là một cái đồng đội của mình, đó là bạn Lĩnh, cũng tham qua những cái lớp học rồi mình có tin tưởng để một người bạn mình đi học trước, mình mới mở lớp nhập sau, không biết như vậy phải là các bạn thấy ông này cũng khôn lắm, đẩy một bạn mình ra xếp trước. Cái việc mà để trung tâm Be Training á, lúc đó cũng gọi là tự mà mình tự hỏi chính mình để mình rất là bảo thủ, là không biết tới đây cũng phải gọi là ta gấp không kịp lời, lên cho khi thấy ngày đầu tiên tới thấy đứng dậy nhảy tập thể dục khởi động thì cái này trời rồi cái này ta gấp là như là tự nói mình không dám là ta biết, tại nhiều người đi chung với mình nó đúng đúng là xong. Và cái thời mình đi học ra trong sau những cái khóa thì nó bắt đầu á, kinh doanh nó có rất nhiều thứ phải làm để học. Thì cái bước đầu tiên á là mình được thấy là chính bản thân mình là phải hỏi tới từ dám, mình dám bước ra dòng an toàn, mình dám bước ra để thay đổi cái suy nghĩ tính hiện tại của mình hay không. Cái đó là bước chuyển dám. Dám đầu tiên cũng giống như lúc trước là thông qua trước mà mình tốt nghiệp năm 2005 thì mình học 3 năm cũng giống là sinh viên như thế các bạn. Sau thời gian làm đến 2008 mình đi làm được 3 năm. Chính vì cái hồi thúc cái số tiền của máy photocopy của Bi lúc đó khoảng 300 triệu một máy, thì lương của mình làm lúc đó khoảng có 10 triệu. Mình nói mình tự hỏi bản thân mình cái ăn uống này kia, tiền nhà trọ này kia, chắc là 3 năm mới mua được cái máy photocopy. Thì lúc đó là 3 năm là mới mua được một cái, 6 năm hai cái, và ước nguyện mình tới 50 cái, không biết làm tới bao nhiêu năm. Thì lúc đó tính gì thôi không là tầm nhìn của mình ra các trời có thể chắc là thay đổi không, ra có thể tự làm chủ là mình, để mình có thay đổi được cái sự việc hiện tại. Lúc trước thì năm 2016 bắt đầu mình tới bước Be Training thì nó ước gì nhìn lại lúc đó sao các thầy sớm hơn người ta. Mà chia sẻ rằng hôm nay là đối với các bạn được mà gặp thầy sớm, được hôm nay là cơ hội rộng mở cái đường đi này kia cho các bạn rất là nhiều. Thì mình cứ chia sẻ học được thầy rất là nhiều kiến thức, thì thông qua một cái điều nhắn nhủ lại với các bạn ở đây, mình một từ đó là từ dám đối với các bạn thôi. Mình hành động bắt đầu sẽ có kết quả, thì mình hành động, càng hành động đi thì bắt đầu mình sẽ có nhiều cái kiến thức, nhiều cái kinh nghiệm tích lũy và cơ hội này đi sẽ mình rộng mở để thay đổi cái cuộc đời của bạn nhiều hơn. Lúc đó các bạn có thể là mình sẽ giúp được trước tiên là cho bản thân mình và người thân của mình, ba nữa là xã hội. Đó là những mục tiêu lớn nhất của cái cuộc đời của mình. Thì thông qua đây xin cảm ơn thầy Duy đã tạo điều kiện đây để mình chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cảm ơn ông Minh rất là nhiều. Giám đốc công ty Giải Pháp Đồng Hồ. Như anh Minh nãy giới thiệu là mình trùng bạc của anh. Tức là tìm đến Be Training là mình làm trùng bạc cho anh Minh. Anh Minh biết Be Training trước. Anh Minh nói là anh bận việc. Anh Minh thôi mày đi trước đi. Anh cũng dám không? Anh chịu dám rồi đó. Anh dạy anh chịu dám đầu tiên là anh dám đến Be Training để xem coi bên Be Training nó có cái gì. Các bạn có muốn mình chia sẻ về cái câu chuyện của mình không? Các bạn giơ tay là nói tôi muốn đấy ạ. bữa đầu tiên á, mà mình đến với Be Training á, là mình nhận ra một cái bài học. Đây là cuộc đời của mình. Mình kinh doanh được một năm 8 tháng. Và trước đó thì mình đã đi làm công 10 năm, gần 10 năm. Ở đây có bạn nào làm học bên mạng công nghệ thông tin không ạ? Cho mình thấy cánh tay kìa. Còn mình nói chuyện kinh doanh nha, còn không có ai công nghệ thông tin. Cái việc đầu tiên á là mình đi làm 7 năm, nhưng mà mình thấy là mình không có thời gian cho gia đình, mình không có thời gian cho con cái của mình, thì mình mới quyết định là mình ra mình mở công ty. Và mình làm, mình cũng được 3-4 khách hàng ký hợp đồng và nó chạy theo rồi. Nhưng mà lúc đó mình còn tham lam quá, mình nói là mình sẽ vừa đi làm công, mình vừa đi kinh doanh, vậy thì nó cũng ok hơn chứ. Thì ngay cái lúc mà mình quyết định là mình nghỉ công ty để mình ra mình làm kinh doanh á, thì mình rớt 2-3 khách hàng. Mình lúc đó giống như là mình bị rớt xuống dịch, tưởng nó là an toàn rồi. Thì mình ra mình kinh doanh. Thì một thời gian khoảng 4 tháng thì nó không ổn rồi. Sao mà càng ngày nó càng đi xuống. Nói như đúng như thầy Duy là cái nhóm mà người ra kinh doanh mình sắp xuống là sẽ tìm thầy Duy. Thì lúc đó là mình chưa có nhận ra được là mình thiếu cái gì đâu. Chưa nhận ra mình thiếu cái gì hết. Thì trong cái buổi đó này chia học, chia sẻ cái phần này nè, thì mình thấy là nó như là cuộc đời của mình nó có rất là nhiều cái giá trị mà mình phải bổ sung. Thì cái giá trị chuyên môn của mình á, mình bỏ 10 năm để mình lấy cái giá trị